Ba diễn viên Tường Vi qua đời, loạt sau việc chia buồn. Mới đây trên trang Facebook cá nhân, diễn viên Tường Vi đổi ảnh avatar là màu đen. Cô đau lòng thông báo, ba vị mất rồi. Dưới bình luận nhiều sao Việt như Hà Trí Quang, Ninh Dương Lan Ngọc, Trịnh Tú Trung, Trương Bình Quốc Thái, Trương Phạm gửi lời chia buồn đến Tường Vi và gia đình. Tường Vi là nữ diễn viên nổi tiếng được nhiều người yêu mến, đặc biệt là ở miền Nam. Cô gây ấn tượng qua nhiều bộ phim như Bỗng Dưng Muốn Khóc, Tóc Rối, Cá Rô Em Yêu Anh, Về Quê Cưới Vợ, Tấm Cổ Đại Gia từ người mẫu tường vi tiến tới việc đóng phim và sớm trở thành trụ cột kinh tế của gia đình ba mẹ tuy không theo sát cô trên từng cây số nhưng bất cứ bộ phim vở kịch nào cô tham gia cả hai đều xem không sót và diễn nào thấy con diễn chưa đạt bố mẹ nữ diễn viên góp ý thẳng chứ không ve vuốt động viên là con một trong gia đình nên tường vi luôn muốn dành thời gian cho ba mẹ cô cho biết nếu đóng phim gần nhà nữ diễn viên sẽ tranh thủ về nhà ăn cơm với ba mẹ đi đầu thêm món gì ngon cô mua về biếu ba mẹ không có con gái ở nhà niềm vui hàng ngày của ba mẹ tường vi là chăm sóc năm con chó cây kiển trước nhà và mỗi tối ngồi chờ mở cửa cho cô con gái cưng đi diễn về thỉnh thoảng cuối tuần cả gia đình ra ngoài ăn uống chạy lòng vòng đường phố chơi hoặc ở nhà hát karaoke cùng nhau chính hạnh phúc bình dị của gia đình tình yêu bền chặt của ba mẹ khiến tường vi luôn giữ được tinh thần vô tư lạc quan trong mọi sự việc hoàn cảnh tôi cảm thấy may mắn vì được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc được ba mẹ yêu thương chăm sóc bạn bè cũng thích đến chơi nhà vì ba mẹ tôi rất tâm lý gia đình là nơi yêu thương ngập tràn và cũng là nơi bình yên nhất đối với tôi cho nên khi có bất cứ điều gì không vui tôi đều cảm thấy an ủi khi bên cạnh mình luôn có gia đình tôi muốn ba mẹ tự hào về tôi là một diễn viên không ngừng phấn đấu để đi lên bằng thực lực không dùng chiêu trò để nổi tiếng tường vi chia sẻ